Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Trọng Danh. Trong buổi tối ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cái loa pin sạc mà có lẽ tôi phải dùng từ là bá đạo nhất trong các dùng loa pin sạc có mặt trên thị trường hiện nay, đến từ thương hiệu danh tiếng Sony. Và chúng ta cùng xem coi nó là cái loa nào mà tôi sẽ sắp giới thiệu các bạn mà tôi phải dùng từ là bá đạo ở đây. Và chúng ta sẽ đi khui hộp sản phẩm. Xin mời. Xin mời các bạn. Nhắc đến thương hiệu Sony, chắc có lẽ ai cũng nghĩ đến. Đầu tiên đó là TV Sony. Cái thứ hai là máy ảnh cảm biến của Sony. Và cái thứ ba đó là game. Máy PlayStation game của Sony. Đó là ba cái sản phẩm chiến lược đến từ nhà Sony. Tuy nhiên, bên cạnh đó Sony còn có một sản phẩm nữa. Đó chính là dòng âm thanh, các cái dòng âm thanh mà gần đây nhất Sony cho ra thị trường rất là nhiều sản phẩm âm thanh nổi bật, trong đó không thể không kể đến đó là dòng loa pin sạc. Và trước mắt các bạn đây, đó là một dòng loa pin sạc to nhất, chắc nhất, có đèn luôn các bạn, đèn theo điệu nhạc đỉnh nhất mà Sony từng sản xuất. Tôi nói bài này hôm nay, tuy nhiên sản phẩm này đã khui hộp rồi, hôm nay tôi xin phép khui hộp lại cho các bạn thấy cái đẳng cấp đến từ cái loa này ở chỗ nào, mà tôi khỏi phải gọi đó là từ bá đạo. Không có một cái loa của Sony nào được sản xuất tính từ đến thời điểm bây giờ mà to như thế này và pin sạc như thế này nữa, và đẹp chất như thế này nữa. Âm thanh thì khỏi phải bàn, âm thanh Sony thì trứ danh rồi. Và chúng ta cùng nhau khui hộp các bạn. Đèn tích đèn. Đây các bạn, một cái loa rất bá đạo, rất to phải không ạ? Và tôi xin phép dọn nó. Pin sạc đó các bạn, tôi nghĩ là loa cắm điện trực tiếp, nhưng đó là loa pin sạc. Khui cái thùng không thôi là cảm giác rất là đã các bạn. Thùng qua bên đây. À, đi theo loa có một sợi dây các bạn, sợi để sạc khi hết pin. Cái này pin mút, lấy cho thùng luôn. Đầu này cũng có một pin mút nữa. Đây rồi. Sản phẩm của chúng ta các bạn, nó đây. À, đi kèm theo còn có một miếng công nghệ EtcheBud chứa danh của Sony. Thời lượng nghe pin đến 16 tiếng liên tục các bạn, với âm lượng vừa phải, rất đáng giá phải không các bạn? Tôi sẽ để qua bên này. Và đây, đây là sản phẩm của chúng ta, rất bá đạo phải không ạ? Chúng ta cùng nhau mở hộp và xem loa có gì các bạn. Tôi đã mở nó lên và rất đẹp, đèn rất đẹp các bạn, rất là đẹp. Hai củ loa chính, ba củ loa chép cho ra âm thanh rất chắc nịch. Ở đây có một dãy đèn rất lung linh các bạn, và Sony gọi nó là đèn hiệu ứng gương nhiều lớp. Khi mà mình mở nhạc nó sẽ nhảy theo nhạc, rất là đẹp ở trên dưới luôn các bạn. Theo công bố của nhà sản xuất thì cái loa này có trọng lượng là 14 kg, và mình ước lượng là nó có thể chịu đựng được khoảng 3 tiếng mở nhạc lớn hết cỡ và 16 tiếng với cái âm lượng vừa phải.
chúng ta cùng xem phía bên trên có gì. Ở đây là nút nguồn để mở chiếc loa của mình. Đây là nút ngừng và nghe cuộc gọi. Loa này có hỗ trợ nghe cuộc gọi lúc mà tôi đang nghe nhạc, mà lỡ có cuộc gọi gọi đến thì chúng ta vẫn có thể nghe cuộc gọi. Trên loa có một cái nút để đàm thoại các bạn, nút nhỏ này. Tiếp theo, đây là nút tăng giảm âm lượng. Đây là công nghệ extra bass. Công nghệ này hỗ trợ tiếng bass sâu hơn, chắc hơn nữa. Đây là những cái nút function chức năng. Ở đây là nút để bật tắt đèn. Nếu chúng ta muốn tiết kiệm pin nhiều hơn nữa, chúng ta có thể bật tắt đèn. Đây là nút để kết nối một cái loa như vậy nữa, để làm loa trái và loa phải. Nút add các bạn. Bên phía bên trái các bạn có một nút function pairing để tìm loa, tìm Bluetooth các bạn. Nếu các bạn muốn giữ Bluetooth riêng cho mình, không ai thấy thì các bạn không cần phải pairing nó. Đây là nút tiết kiệm pin, nó sẽ giảm cái chất âm Sony xuống 1-2 bậc để pin của chúng ta được nhiều hơn. Và nút pairing này còn có một chức năng nữa là nó có thể làm cho cái loa mình chuyển qua các chế độ như là chế độ hát nhạc từ USB, chế độ hát nhạc qua các cái cổng audio in. Chúng ta có thể kết nối loa này với các cái mixer hoặc là ampli. Và tất nhiên không thể thiếu phía sau của chiếc loa. Phía sau chiếc loa với đầy đủ chức năng. Chức năng đầu tiên đó là hát nhạc từ USB, cũng như là cái cổng USB này có thể là cho chúng ta sạc ngược lại cho các thiết bị điện thoại, khi điện thoại chúng ta hết pin nó có thể sạc ngược lại. Tiếp theo đó là cái nút để gắm cái micro để chúng ta đàm thoại, giảng bài hay là nói trước đám đông, có đàm thanh ra. Đó là nút tăng giảm cho micro. Chúng ta có một nút partition ở đây, có nghĩa là khi chúng ta nhấn nút partition này thì chúng ta có thể kết nối được 10 cái loa này lại với nhau, tạo thành một cái buổi party hoành tráng ngoài trời các bạn ha. Và tất nhiên bên này là có 4 cái cổng kết nối hoa sen, 2 cổng ra và 2 cổng vô để hỗ trợ kết nối với ampli, mixer cũng như là kết nối với các cái loa trái phải để làm cái buổi không khí chúng ta thêm phần khuếch đại hơn nữa, tăng âm thanh và đa chiều hơn các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ xem thử kết nối Bluetooth vào loa để xem cái loa chúng ta ra chất âm như thế nào. Và chúng ta cùng nhau mở một bài nhạc. Trước tiên chúng ta kết nối với loa. Đây, cái loa chúng ta là XB90 các bạn. Mã của nó là GTK XB90. GTK XB90. Rồi, nó đây. GTK XB90 các bạn đã kết nối. Mình sẽ cùng nhau thưởng thức một cái bài nhạc không bản quyền trên đây các bạn. Mình sẽ xin phép lấy một bài karaoke không có bản quyền. Các bạn có nghe cái tiếng âm thanh phát ra từ cái loa không ạ? Rất chắc luôn ạ. Và cái hiệu ứng đèn rất là lung linh, nhảy theo điệu nhạc. Các bạn thấy chiếc loa rất đáng để chúng ta thưởng thức hàng ngày, cũng như là có thể đem ra ngoài trời khi mà chúng ta sạc pin đầy. Với cái pin thời lượng 3 tiếng mở liên tục, âm thanh phát ra rất là chuẩn,
độ chi tiết rất là cao, âm bass chắc nịch, âm chép rõ ràng, trung âm, giải trung âm phát huy rất tốt, giải trầm không kém phần sôi động, sẽ làm cho chúng ta có được những trải nghiệm đáng giá đến từ nhà sản xuất loa nổi tiếng Sony. Chính vì yếu tố đó cho nên cái loa này các bạn nghĩ là các bạn sẽ sở hữu nó hay không ạ? Riêng cá nhân mình, những sản phẩm chất lượng như thế này chắc chắn mình sẽ cố gắng để sở hữu nó. Đó là một cái món ăn tinh thần mà có lẽ chúng ta cần phải nạp vô trong người chúng ta để chúng ta làm việc hăng say hơn nữa, cuộc sống chúng ta chất lượng hơn nữa. Như vậy sẽ có một người hỏi mình là cái loa này giá bao nhiêu, thì mình xin thưa cho các bạn, lúc mình mua là năm 2017, thời điểm đó nó mới ra và Sony ra một lần duy nhất bao nhiêu cái tại thị trường Việt Nam, là mình là một trong những người đầu tiên mua nó luôn, cũng rất là phân vân các bạn, tại vì mình lúc đó mình nghĩ là không biết là loa này nó hay như thế nào, rồi cũng có thể hát karaoke được hay không, ngoài việc nghe nhạc là chứ danh rồi, còn việc hát karaoke được hay không thì mình cũng có nghiên cứu qua rất là nhiều các cái kênh diễn đàn, các cái kênh bình luận cũng như là các kênh YouTube anh em có chia sẻ nhau. Nếu như muốn hát karaoke thì vẫn có một cách nữa. Thứ nhất là các bạn có thể mua một cái mixer hoặc một cái âm ly, các bạn kết nối với cái loa, chúng ta có thể hát karaoke qua cái thiết bị trung gian để xử lý âm thanh đó và đẩy âm thanh qua Sony loa này để loa này nó xử lý, và tất nhiên rất là hay. Cách thứ hai là các bạn có thể mua một cái mic, mic này hỗ trợ hát karaoke, và mình sẽ có một bài đánh giá mic hát karaoke trong bài sau đến từ thương hiệu của Thụy Điển, mình sẽ có một bài nói về cái mic đó. Và mình xin tiết lộ cho các bạn luôn, cái loa này đã 2 năm mấy rồi trôi qua rồi mà cái thời lượng pin của nó vẫn như mới ban đầu mình mua về, không hề có một cái dấu hiệu là chai pin hoặc là xuống pin. Cái thứ hai nữa là tất cả các cái cấu tạo, các cái kết nối loa Sony này mình cũng đã từng khám phá, mở nó ra và xem các cấu tạo bên trong nó, rõ ràng là Sony làm rất rất là xịn. Tất cả các mối hàng, tất cả các cái con chip, con tụ đều sản xuất từ nhà máy do Sony quản lý. Và tất nhiên, cục pin của nó trong đây cũng là một công nghệ rất đặc biệt. Nó chỉ to khoảng bằng gấp đôi cái điện thoại này thôi, đối với cục pin sạc cho cái loa khổng lồ này, mà có thể đánh được nhạc liên tục 3 tiếng với âm lượng maximum. Còn nếu như các bạn sử dụng loa này với âm lượng vừa phải, một trong căn phòng khoảng 20-30 mét vuông, thì các bạn có thể nghe được tới 16 tiếng liên tục. Đó là một cái điều mà không phải hãng nào cũng làm được. Chỉ có và luôn có những hãng biết đầu tư, quan tâm thì mới làm được những cái công nghệ pin như thế. Đối với những cái loa mà kẹo kéo thì chỉ cần 1 năm thôi là pin nó đã xuống cấp và có thể là nó đã hỏng rồi. Còn riêng với những cái loa do Sony phát hành thì tôi nghĩ là các bạn có thể xài rất là lâu, có thể là 5 năm, 7 năm, thậm chí các bạn xài tốt có thể đạt tới 10 năm thì có thể pin mới trục trặc. Và lúc đó chúng ta có thể là gắn điện trực tiếp. Ở sau này có một cái cổng để chúng ta gắn điện trực tiếp và chúng ta có thể nghe nhạc trực tiếp nếu như không thích nghe nhạc qua loa. Và mình cũng có rất thói quen là khi mà pin yếu thì mình cũng có nghe nhạc trực tiếp, và mình cảm thấy rằng là khi nghe nhạc trực tiếp, khi mà nhạc pin nó đầy á thì nó có hệ thống tự ngắt kết nối, mình không cần làm gì cả. Nó tự ngắt kết nối cái phần sạc pin và nó lấy điện trực tiếp của điện sóng để nó phát nhạc cho chúng ta mà không cần phải lo việc chạy pin, công nghệ rất hay đúng không ạ? Và tất nhiên các bạn muốn quan tâm tới sản phẩm này có thể đặt hàng qua các cái cửa hàng bán hàng trực tuyến, nhưng mà mình nghĩ là các bạn phải đợi, tại vì bây giờ hiện tại loa XB90 này đã hết hàng toàn Việt Nam rồi. Có thể các bạn sẽ đợi và các cái nhà bán lẻ họ nhập về, nhưng mà mình nghĩ là cái giá của nó cũng không phải dễ chịu, có thể dao động khoảng tầm 10 triệu một cái, và lúc mình mua là 8 triệu 9 các bạn, 8 triệu 9 cho cái loa này, rất đáng để sở hữu đúng không ạ? Với một cái loa có thể xài được cả chục năm, mình nghĩ là với chi phí khoảng 10 triệu thì 10 năm đó, một năm 1 triệu thì mình nghĩ rất là đáng tiền. Thay vì các bạn mua các cái loa kẹo kéo, các bạn mua cái loa kẹo kéo xịn sò nhất thì cũng khoảng 10 triệu thôi, nhưng mà nó chỉ tồn tại được khoảng dăm
hai ba năm là có thể các bạn nhận thấy là nó hỏng rồi, hỏng có thể hỏng từ cái mặt chip, hỏng từ cái pin bình, hỏng từ cái chất âm, và thậm chí các cái nhựa nó kết nối, nó cấu tạo thành cái loa kẹo kéo, nó cũng thua xa cái loa của Sony. Loa Sony làm nhựa rất tốt các bạn, theo thời gian nhựa vẫn không xuống màu, và cái nhựa nó rất là cao cấp các bạn. Rồi, bài của mình xin phép dừng tại đây. Và các bạn nếu thấy bài mình hay thì các bạn cho mình một like, một share, một comment nếu các bạn còn có câu hỏi nào thắc mắc. Mình có thể để đường link ở dưới các cái cửa hàng mà có thể còn hàng là XB90 này các bạn, để các bạn có thể tham khảo cũng như là đặt hàng nếu các bạn cảm thấy thích. Mình xin nhắc lại, loa Sony XB90 này là loa pin sạc to nhất mà Sony từng sản xuất. Số lượng trên thế giới Sony phân phối chỉ giới hạn, và mình nghĩ là chắc các bạn đặt hàng thì phải đợi. Mình sẽ để đường link phía dưới để các bạn đặt hàng. Và các bạn nhớ cho mình một subscribe nếu các bạn chưa subscribe kênh mình, để ủng hộ kênh mình ngày càng phát triển. Cũng như là các bạn cho một like. Các bạn có thắc mắc gì để comment ở dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.